Chào mừng quý vị đến với chương trình của công ty máy chế biến gỗ Thượng Nguyên. Như quý vị cũng biết là quý vị cũng thấy chúng tôi đang có mặt là chợ đầu mối nội thất của Đồng Nai. Chương trình cuối năm chúng ta hay có những gì nè? Ví dụ như chúng ta đi mua sắm cuối năm chẳng hạn. Hôm nay chúng tôi muốn khám phá xem coi chợ gỗ tay cuối năm chúng ta có những cái chương trình nào. Mời quý vị theo chúng tôi. Chào quý vị, hiện nay chúng tôi đang có mặt tại showroom của Tavico. Thì như quý vị cũng thấy một số sản phẩm đang có mặt ở đây để chúng tôi kiểm tìm xem anh giám đốc của Tavico có mặt ở đây hay không. Quý vị đợi một chút. Hôm nay là Thượng Nguyên ghé thăm Tavico cuối năm, xem coi là Tavico có những cái chương trình gì của cuối năm. Những cái sản phẩm này bên mình sản xuất hết hay sao anh? Có những cái sản phẩm mà bên anh sản xuất, và có những cái sản phẩm mà các đối tác ấy, anh đưa phôi để họ làm. Đây, anh có thể giúp tôi đi qua. Tại thì cái hàng này là vừa bán nước mật xuất khẩu. Hàng này là vừa bán. Vậy những cái sản phẩm là tất cả dự án nhà hàng khách sạn là chúng ta có thể sử dụng. Cái hàng này là các cái dự án hiện đại, những chung cư. Giờ họ thích những cái đồ như thế này, nó trang nhã. Mà em thấy cái này nó sử dụng công một cách tinh tế. Tất cả cái này là gỗ thịt hết hay sao anh? Gỗ thịt hết. Thì không biết cuối năm thì Tavico của chúng ta có những cái chương trình gì không anh hả? Bên anh thì ở đây là cái showroom, anh thấy đầu bộ là người đang sửa. Bắt đầu để cho cái ngày 20/1 này. Vậy là chúng ta có một cái chương trình. Chương trình coi là hội chợ cuối năm. Thì để thúc đẩy cái kích cầu cho anh em trong chợ mua bán đồ nội thất, cũng như là Tavico đồng thời kết hợp luôn là sẽ có một cái hỗ trợ về nguyên liệu ngành gỗ ở đây. Như quý vị, Tavico là một thương hiệu rất là lớn tại Việt Nam đúng không nè? Vừa cung cấp nguyên liệu gỗ. Như lúc nãy thì anh Hà có giới thiệu anh ngày đó ngày mấy anh Hà? 20/1. Vậy thì anh có một vài thông tin chia sẻ về cái hội chợ. Dạ rồi, em cảm ơn. Đây là cái tòa nhà này nó có 3 tầng. Đây là cái lầu trệt. Thì bên sau này bên anh sẽ trưng bày cái đồ nội thất ở đây. Còn có cái lầu 1 đấy là cái lầu mà ở đấy bọn anh có cái để mà phân phối cái đồ gỗ xây dựng. Lầu đấy ngoài ra nó còn có cái hội trường để sau này làm những cái hội thảo để liên kết trong ngành gỗ với nhau trong cái doanh nghiệp. Vậy là Tavico một cái ngày 20/1, thứ hai nữa là cái tòa này sẽ có một lầu ở dưới, tất cả những cái nội thất mà Tavico sản xuất. Lúc nãy anh nghe anh nói là anh con cũng có một số cái mà nhà phôi để mà gia công kết hợp với các cái nhà máy, tạo ra cái liên kết là mình cấp phôi. Thì các đơn vị họ làm cái sản xuất ra hàng lắp ráp lại và sau đấy thì bên đây cũng sẽ có. Cái lầu thứ hai là của Đô Ta Giúp Thương, còn cái thứ ba nữa là chúng ta sẽ bán gỗ xây dựng. Và mời quý vị theo chúng tôi để biết được rằng là cái thông tin của 20/1 này là gì. Mời quý vị. Đấy, đây bộ nó đang chuẩn bị làm cái khu để cho cái ngày 20/1 này để tổ chức cái hội chợ nguyên phụ liệu ngành gỗ tại đây đấy. Nghĩa là cái chương trình của Tavico chuẩn bị làm là tổ chức ngày 20/1 năm 2021
và làm về một cái chương trình. Như quý vị cũng thấy trước mặt tôi thì có những cái nhà gỗ. À, cái nhà gỗ này chúng ta cho thuê hay là những cái nào không mà. Đây là những cái mẫu nhà gỗ mà Tavico cũng làm. Thì ví dụ như là những cái nhà mẫu nhà gỗ này này thì sẽ cho các đơn vị mà làm cái cung cấp các phụ liệu, ví dụ như là hạt que, hay là ví dụ như là sơn, hay là keo, hay là ví dụ như máy móc thiết bị đấy, thì hay là giấy nhám, tất cả để đây để cập với cái khách hàng và tại ở trong cái chợ này cần hơn, tiện hơn, cũng như là cái khu vực thứ hai ở đây. Hiện nay chúng ta có những cái sản phẩm cũng như nhà thì cái diện tích nó khác nhau hay như thế nào, anh có thể chia sẻ thêm được không ạ? Cái diện tích khác nhau em. Dạ. Cái kiosk này là 32 m². Dạ. Thế là cái đặc biệt là cái đợt này khi mà cái hội chợ diễn ra ấy, từ ngày 20 tháng 1 đến 20 tháng 4, ví dụ như cái nhà này này là giá là chỉ có hơn 6 triệu một chút. Wow. Nhưng mà lại có cái đặc biệt nữa mà nếu như mà là hội viên của Đô Á ấy, thì trong 3 tháng thì có thu 1 tháng thôi, còn 2 tháng miễn phí để cho. Và cái 1 tháng thu đấy cũng chủ yếu là để tổ chức các cái sự kiện để làm quảng bá cho anh em có thể mua bán được. Thông tin rất là hay nha quý. Có nghĩa rằng một cái nhà 30 mấy m² tay trái thì giá chỉ có hơn 6 triệu thôi, mà đặc biệt là chúng ta chỉ có thuê 3 tháng mà chúng ta chỉ có trả 1 tháng, đúng không anh? Đó, thì cái thông tin rất là hữu ích. Thì những cái công ty ví dụ như mà chúng ta nguyên phụ liệu gỗ, ví dụ như giấy nhám hoặc sơn, chúng ta hãy nhanh tay để mà liên hệ về cái ban quản lý của bên Tavico. Các anh chị trong ngành làm về cung cấp máy chiến lưới miếng gỗ, nếu mà chúng ta muốn tiếp cận khách hàng dễ dàng thì chúng ta cũng nên đăng ký vào. Anh có chỗ nào để dành cho em không? Em hả? À? Riêng em thì sẵn sàng, đặc biệt đấy em thấy cái chỗ xa xa đầu kia ngay gần cái cổng năm đấy. Đó, mời quý vị. Cái chỗ đấy là. Dạ, mời quý vị. Mời quý vị theo chúng tôi để tôi có thể xem thêm là nếu ví dụ như máy móc thiết bị thì chúng ta sẽ đặt ở vị trí nào. Hiện nay chúng ta còn nhiều chỗ để dành cho máy móc thiết bị không ạ? Không có nhiều lắm em, khoảng chừng 10 cái kiosk thôi. Dạ. Yeah. Khoảng 10 cái kiosk nên là nó cũng rất là hạn chế. Dạ. Yeah. Vì là bây giờ thì nó cũng gần Tết rồi, thế hơn nữa là trước mắt là làm thế này. Thưa quý vị thấy thì xung quanh bên đây chúng ta có rất là nhiều kiosk, mà khoảng chừng 10 cái kiosk thôi. Cho nên là nếu mà các anh chị em trong ngành thì anh chị em xem chúng ta sẽ chọn một cái vị trí nào mà cho nó thích hợp. Đây cũng là một cái chỗ nếu mà anh chị nào mà muốn mà đồng hành với lệ chị Nguyên thì đăng ký, nhanh tay vào đăng ký. Đây là một cái chỗ này rất là đẹp anh Hà. Chỗ này rất là đẹp. Dạ, số hotline là 5595. Tôi đọc lại cái số hotline của Tavico, quý vị có nhu cầu là 0855555595, có nghĩa là 5 con số 5 và 95 085 5555595. Số rất là dễ nhớ nha quý vị. Đó là một vài thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ như quý vị thấy. Dạ. Dạ, mặt rất là đẹp. Chúng tôi sẽ hy vọng là sau khi quý vị xem cái video này thì quý vị có thể là đồng hành cùng Thiện Nguyên để mà chúng ta có thể liên kết chuỗi. Khi mà đến Tavico thì chúng ta sẽ từ một ốc viết nhà anh cho nguyên liệu gỗ thì chúng ta đều có thể tìm ra được. Chúng ta nên làm việc như vậy. Hiện nay Việt Nam của chúng ta đang thiếu về liên kết chuỗi. Như vậy là anh có một cái ý kiến sáng kiến rất hay. Em bác. Dạ.
gần gũi nhau hơn, có cái tiếp cận nhanh hơn để khi mà cần cái là có ngay, thì cái lúc đấy thì cái thuận lợi giữa cái mua bán với nhau rồi cái liên kết với nhau nó nhanh hơn. Cái thời buổi này cần phải nhanh, cần phải mọi thời buổi công nghệ. Như vậy thì sẽ cùng chúng tôi đồng hành với một cái mô hình 20 tháng 11 sắp tới. Và cảm ơn anh thông tin rất là bổ ích. Dạ. Xin chào.